Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel vlog của Trường Thịnh. Hôm nay Trường Thịnh xin mời các bạn về với vùng quê của Trường Thịnh. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ngày báo hiếu của gia đình với các cụ. Xin mời cả nhà cùng với Trường Thịnh về thăm gia đình, về thăm cụ, về thăm bà ngoại của Trường Thịnh. Xin mời. Nhà bà ngoại của Trường Thịnh nằm ở khu 9 của thị trấn Thanh Ba. Các cụ đã về đất Thanh Ba này từ năm 1962, cũng đã ở đây được mấy chục năm rồi. Và hôm nay ngày lễ Vu Lan, Trường Thịnh về thăm bà ngoại và thắp nén nhang cho cụ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con chào bà. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là bà ngoại của Trường Thịnh. Chào các cháu. Vâng. Bà ngoại của Trường Thịnh đón chào tuổi mới, vừa tuổi xưa nay hiếm. Tuổi mà ai nghe qua cũng thích, cụ sống lâu với con cháu. Có cả hình ảnh người cao tuổi. Vâng. Được năm nào có. Vâng. Có mừng thọ. À, mừng thọ, mừng thọ. Mừng thọ người cao tuổi. Vâng. Năm nay là năm ngoái 2101, năm nay 102. Vâng. Sang năm tới. Vâng. Nhưng năm ngoái là 101. Vâng. Được mừng thọ người cao tuổi. Đấy. Có tiền. Có tiền. Bà ngoại của Trường Thịnh là 101 tuổi rồi, sang năm là 102. Năm nay là 102. Chưa hết năm. Vâng. Phải cuối năm 2023 này mới được 102 tuổi. Hiện bây giờ là có mừng thọ 101 rồi. Vâng. Được rồi, vâng, và chúng con chúng cháu chúc bà bách niên dài lão, 200 tuổi. Bà theo giấc mơ thì một Tết nữa là học cái dịch về với các cụ thì không được. Theo giấc mơ mà. Vâng. Nhưng mà không biết là như thế nào. Vâng. Bà của Trường Thịnh sinh hạ được 8 người con. 9 người. 9 người. 10 người chết một. Vâng. 9. Vâng. 9 người tròn vẹn đấy. Vâng. Thế rồi. 9 người tròn vẹn, có gia đình. Vâng. Có vợ, có con. Vâng. Lớn thì đi đây, con đi này, đi về đại học rồi. Vâng. Đấy. Nhưng mà sao cũng may, tất cả 9 đứa nuôi tròn vẹn cả. Vâng. Không đi làm tội lỗi gì hết. Vâng. Đến tuổi đi nghĩa vụ về thì là để đi làm ăn thôi. Vâng. 4 người thì 3 người đi. Vâng. Một người ta không gọi. Vâng. Nhưng mà nhà bà ấy 4 người 3 đứa đi rồi thì còn thằng nó hồi nó đi làm. Vâng. Nó ở nhà thì gọi thì nó đi. Nó vâng. Đi làm ở xa nó không gọi. Vâng. Thế chia sẻ với mọi người, đây là hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Thì bà có làm mâm cơm, thắp hương trên bàn thờ của thần linh và bàn thờ của hai cụ họ Nguyễn, hai cụ thân sinh ra bà cùng với em cậu. Thì hôm nay các cháu về đây làm lễ Vu Lan báo hiếu.
cũng là thăm sức khỏe của cụ. Bà ơi, cháu cháu hỏi một tí, cái hồi mà cụ với bà về đây là từ hồi về nước là năm 62 nhỉ bà nhỉ? Vâng. Tháng 7 năm 62. À, tháng 7 năm 62 từ từ Thái Lan về Hải Phòng. Sau Đây đó đấy. là về ở Bạch Thang, ở Vâng. huyện. Vâng. Thế về nó con là tỉnh. Vâng. Thế vào trong U Đon Bâng Cấp và để ra tàu biển. Vâng. Ngủ ở Bạch Thang một đêm. Về Bâng Cấp ngủ một đêm. Vâng. Sáng hôm sau ra tàu biển. Vâng. Thế là về Hải Phòng. Đấy. Về Hải Phòng thì thời gian này là nó chia cho là về Phú Thọ, Vâng. về trạm Phú Thọ ở 2 3 ngày, thế là trở về Thanh Ba, Vâng. về cái đất của vườn cam hồi Việt Kiều đấy. Thế là ở đấy từ năm đến khi tan, không có hồi Việt Kiều nó không thì là đi thôi Vâng. đến năm Cũng bảy bây. bảy 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 tám Vâng. thì là tan, Vâng. là giải thể hết cả cái hội Việt Kiều. Không, không phải là giải thể mà là hợp tác xã vườn cam giải thể. Chứ còn bà con Việt Kiều thì vẫn ở đây. Vẫn ở đây. Vâng. Thế giải nạn nó mỗi người đi một nơi, Vâng. nó không có công ăn việc làm nữa, thế là mới tan từ Vâng. năm 77 Thì sau khi mà hợp tác xã vườn cam giải thể thì mỗi một hộ gia đình thì con em con cháu thì lớn lên thì đi làm việc đấy. Ừ. khác. Còn trước kia xin đi nó bảo đấy, bây giờ cho chúng mình đi, thế thì ai ở hợp tác xã thế là Vâng. không cho đi. Thế đến lúc mà nó quá thời này thì nó lấy vợ lấy chồng ở đây, giờ nó cứ tất cả cái tùm lum ở đây, Vâng. nó không đi được nó phải chịu. Vâng. Còn đứa nào nó đi công nhân được thì là nó đi luôn, Vâng. đã vào hợp tác xã là không đi được. Vâng. Đấy. Như như nghĩa nó không vào, nó không đi làm hợp tác xã, thế là nó Vâng. đi công nhân luôn. Vâng. Đấy. Thế còn về sau Vĩ Hiền đấy thì là đi thì họ không cho đi, thế là Vâng. thôi. Vâng. Nếu nó quá già rồi thì thôi, là ở vườn cam thì giờ quanh quẩn ở đây thôi. Vâng. Đi công nhân được, bây giờ nó đến tuổi nó về hưu rồi là nó đỡ khổ. Vâng. Thế con Hiền hồi bắt đầu có giấy thi đại học thì Lở Sơn, ôi thì khóc khóc. Lở Sơn mắt nó híp rồi chứ. Vâng. Hồi Ninh Thọ nó làm mộc, nó mới Vâng. mua cái sơn ta về, Vâng. thế là cái nó không hợp, hít mắt rồi. Vâng. Cái ngày mà khi mà cháu nhớ còn bé là đằng sau nhà mình đây là có trường Bổ Túc. Vâng. Đây ở cái bãi này, Vâng, trường Bổ Túc ở ngay ngay trước cửa nhà mình đây. đây đây ở cái Vâng. bãi này trồng rau đây này, Vâng. đấy trồng. Thế sau đó nó thì là Về sau đến cái năm 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 đấy là năm 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 71 81. làm mấy, họ làm nhà văn hóa thì mấy chỗ này, chỗ này vẫn có hủ tục thì Vâng. ba chồng dâu quay ở đây thì cũng Vâng. đấy. Sau đó năm 81 ấy thì là huyện mới đưa trường trung tâm giáo dục thường xuyên này là vào trong kia. Và nhà văn hóa này thì bắt đầu rục rịch làm lại, thì mãi đến năm 2000 năm 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 1986 thì bắt đầu mới khởi công cái nhà văn hóa này. Đó cho Thế gì? hồi hồi cô Bình vẫn học ở đây, năm 78 cũng học ở đây, học ở Vâng. Túc. Vâng. Còn có một đi đi bộ Vâng. đội, làm đơn tình nguyện đi bộ đội chứ bộ đội chưa gọi. Vâng. Tính cũng gọi là đơn, tính cũng bảo là trước lần sau lần Vâng. đấy. Thế cô Bình đang học ở Túc với nó Vâng. tám hay là Cái ngày cụ đi Tư nhà mình là đem cái giống giống hồng xiêm từ bên Thái Lan về à. là ngon nhất ở khu vực này đấy. Cây mới nhà cháu làm nhà nó mới chặt được cái cuối cùng Vâng. thì trước kia không có, mà gọi là cái cây là cây hồng Sau xiêm những giây của phút Tư Mộc. tâm sự với bà ngoại về chuyện quá khứ, về chuyện tương lai và bây giờ là đến giờ gia đình làm lễ và có con gái của bà, con gái gần út của bà là thắp hương cúng lễ thần linh gia tiên. Trong những Như câu thế chuyện mà của nó bà là thì đôi cái người khi là tiên bà bị lẫn mà với năm mẹ tháng.
cũng rất là hài hước. Ở đâu xong rồi về đẻ, đấy là kiêm cho đẻ thôi nào. Vâng. Sau một thời gian như này, có cái cậu Minh. Vâng. Cậu Minh thì được đám bà bế ôn hữu bụng lắm. Vâng. Bế từ đây ra đến nhà bà chất, xong bảo nào cứ bế hộ cái cô Nha Lỗ. Nó may áo gì cho đâu, toàn áo mặc áo của chị với của mẹ, nó dài lê thê lên đây này. Vâng. Nặng. Thì bà 8 tuổi mà cậu 8 tháng. Còn đi hè được 2 tuổi đi theo đằng sau này. Vâng. Cứ lấy thích đi theo đằng sau. Thế đến lúc cậu nó chết mà có đâu, nóng có một lúc là chết chứ không bị khô úm đâu. Ở nhà bà cứ nhá sôi bón ra cho như cho chim. Vâng. Xong rồi nước có cái thiền nhỏ nhỏ cho thế ăn ra bế đi. Thế đến lúc bà đi mua lúa về để làm hàng sáo. Đấy, bà làm hàng sáo. Thời gian loạn. Vâng. Năm 46, năm 1946, tản cư qua Nương Náu đất Xiêm. Vâng. Đấy, năm 46, nhớ lại. Thì là ông bà có tiền, bà buôn bà làm hàng sáo. Cái năm 46 là bà đang ở bên Thái Lan gì? Năm 46 là ở đất Tà Khẹc. À, đất Tà Khẹc à? Đất Tà Khẹc là đất Lào. Đất Lào. Ừ. Vâng. Đấy, xong rồi năm 46, cái tháng mấy thì bà không nhớ tháng, nhưng mà nhớ tháng. Vâng. Thì sang đất Thái là tản cư sang đất Thái Lan ở. Vâng. Bên đấy là Nhật với Pháp nó tranh nhau cái đất Tà Khẹc. À vâng. Thế là nó vào nó cướp cái đất Lào và. Vâng. Đất Tà Khẹc. Đất Tà Khẹc thì ở đây mới bên đất Tà Khẹc mới này, đất Xiêm này nhìn có con sông Mê Công. Vâng. Nhìn sang cái con sông Mê Công thì cái chợ đất Tà Khẹc. Vâng. Thì là giáp sông Mê Công. Vâng. Thế là nó mới đến nó thả bom. Vâng. Nó lại thả bom vào chợ. Vâng, nó thả bom vào chợ thì chạy toán loạn, chết nhiều. À. Cá thịt cả coi như người mít thịt lợn là lẫn lộn tùng phẹo. Nó thả bom đấy, ngày nó chiến tranh nó khổ thế. Chứ còn trước kia thì bà. Vâng. Không biết là bà gì hè gì, còn bé thì bà ở nhà với cái cậu Minh. Vâng. Mới bảo bà là cho em đi chạy cho nó kiểu nó tắc bụp ở ngoài, nó tắc bụp ngoài rừng ấy kìa. Vâng. Nhưng không biết nó tắc bụp chỗ là nào. Nó thả bom ở đâu, nó bắn nhau ngoài rừng. Tối là nó vào, nhưng. À. Nó vào đến đấy là nó bắn. À. Nó bắn có nhà thì vách thì thủng qua vách. Thế bà thì dì hè con bé 2 tuổi thì bà 8 tuổi. Vâng. Cứ cắp cái mảnh chiếu rách. Thế bà mới bảo là kiểu từ nhà cháu đến đây để kiểu nó có cái rãnh sông Hào. Vâng. Nhưng mà nó khô. Vâng. Đấy. Đi trốn nhưng mà coi dại không biết là tắc bụp được cái gì, đâu biết là nó bắn sẵn súng. À. Nhưng mà cứ biết tắc bụp là mà không biết thì chết như thế nào hết được. Vâng. Cứ cặp cái chiếu mảnh ấy đi ở đường này, đi một lúc lại về. Bà lại bảo sao lại về. Ông thì là ông hoạt động cách mạng. Vâng. Đấy, ông đêm ông đi tuần. À. Đấy. Thành ông mới 52 năm tuổi đảng. Vâng. Hiện bây giờ không được cái chưa được cái gì hết. À. Thời gian cách mấy năm đây thì đưa giấy tờ sang cho dì Hiền lo làm việc bên ông bà. Vâng. Thì có hỏi con Bảo thì con Năm nó hỏi trên chính quyền, người ta bảo là bây giờ người cho người sống trước. À. Còn người chết thì chưa có. Người chết thì khi nào báo, khi nào được thì người ta bảo. Vâng. Đấy, nhờ con Năm nó hỏi người làm việc trên huyện ấy. Vâng. Đó, ông 52 năm tuổi đảng. Ông hoạt động cách mạng từ khi ông đất Lào. Đúng rồi. Thì ông trước kia là ông cũng đấy, ông cũng làm kiểu cũng có làm cùng với bà. Vâng, cụ ngày để xưa ơn. Hoạt động từ năm ở Lào xong rồi cụ sang Thái Lan, cụ lại đấy. Hoạt động tiếp. Ở đấy. Vâng. Coi tiếp tục từ năm ở đất Lào. Vâng. Sang đất Thái Lan. Vâng. Cho đến khi về nước lại vào hợp tác xã. Vâng. Cụ vẫn hoạt động theo. Vâng. Nhưng từ thời gian là cậu Định cậu mất. Vâng. Thì cụ mới thôi buồn. Vâng. Vâng. Thì không biết là có đi ngày những ngày họp ngày hành ấy đi không thì bạn không có đi. Ngày xưa cháu vẫn nhớ là vẫn đi họp. Những cái ngày đi họp là cụ vẫn hay chống gậy đội. Ừ. Đội mũ lè mới là cụ chống gậy ba tong đi. Cụ vẫn hành tráng lắm. Vâng. Chứ không như cụ bà mặc đồ thôi. Vâng. Quần áo cứ là không ấy lắm chứ không đấy. Vì thế thành ra cụ mới chán. Vâng. Vì nếu là mà có cái chị mà bên trên bà thì bà kia ở Việt Nam. Vâng. Nhưng mà không được theo bố mẹ. À, thế là cụ có một người con trai thì
ngày đó là hy sinh vì chiến tranh nên là cụ mới chiến tranh là cái câu định ở đây. Vâng. Là lớn rồi, năm với cậu 27 tuổi. Vâng. Hướng là hướng lấy con mặt. Vâng. Mặt là bà Tiếu này. Vâng. Ở bên cái nhà đây, nhà bên kia có cái ngoài. Vâng. Thế nhưng mà về đây thì thời gian bảo hai người thì cậu định có về thì cậu định bảo nếu cưới xong thì đi theo cố định. Vâng. Thế nhưng cái mặt nó bảo là nó có một gia đình, nó bố mẹ nó có mình nó. À, vâng. Thì là nếu lấy thì ở đây. Vâng. Đấy. Thế thì xong một thời gian rồi người nhãng ra. Vâng. Khi mà tuần nhang gần kết thúc thì cái thủ tục của người Việt ta từ xưa tới nay vẫn vậy, là chuẩn bị đốt vàng mã và tiền vàng cho người âm. Đó là một phần tất yếu của người Việt ta. À, từ hàng ngàn năm, con cháu thành tâm vẫn nghĩ về những người đã khuất và thần linh cổ địa, một nét văn hóa rất riêng của người Việt. Nào, đi vào. Sao, ý kiến gì? Ô, thế, ô, cái quạt lúc nãy dựng để đây đâu gì? Sao? Đòi về, đòi về, chỉ tay đòi về rồi. Bây giờ là tuổi già rồi, là nhiều khi là hay lẫn. Vâng. À thế. Đấy. Đã. Vâng. Nhưng mà bây giờ tờ 500 là vẫn không lẫn. Mới tờ 20. Không, vẫn tờ 500 vẫn nhìn kỹ. À tờ 500 vẫn nhìn kỹ. Nhìn nó xanh xanh nhưng vẫn nhìn cái số. Vâng. À. Cái tờ 20.000 cái tờ 500 là vẫn nhìn cái số. Vâng. Vẫn nhớ là năm 2012 thì kiểu nó quên nhãng xong nhưng mà lại nhớ lại. Cháu nhớ ngày xưa cái thời kỳ mà cái năm mà cháu mới thành thì đi theo dì Hồng đi sang đóng gạch ở cái chỗ mà nhà cậu Bình mua thời kỳ đầu tiên ấy, ở trên chỗ cái bãi bằng bằng ở chỗ bên vườn cam ấy. Đấy. Gọi là đóng gạch pozolan, gạch đất. Cứ sang đấy đóng xong rồi sếp kêu lại. Thịnh còn bé cũng lang thang. Vâng. Thành đi nhà trẻ. Còn Thịnh đi về đi tám thằng về ngủ ở cái nhà chỗ nằm đóng ấy. Cái gỗ xếp ở đầu nhà ấy, nằm ở đống gỗ ngủ. Vâng. Thành thì mẹ mới được 8 tháng là mẹ cho uống rồi nằm chậm khá này rồi người chết. Vâng. Nó mượn chỗ nào để chỗ đấy. Rồi xong rồi, ra đây để xin lập rồi. Ở đây mà xin lập ăn nhá. Vâng. Nhà cháu không nào cũng. Nhà cháu ở dưới nhà này chắc phải không biết là chiều hôm nay hay là sáng mai. Nhà cháu trên này là mai. Vâng, bởi vì vẫn còn đang bận bán hàng. Ừ. Bạn ở nhà đang bận bán hàng thì xong thì mai cũng được. Vâng. Ở dưới nhà thu nó vẫn có người đến mua hàng nên là chưa làm được. Sau khi tuần nhang kết thúc và hóa vàng cho các cụ xong thì bây giờ là chuẩn bị hạ lễ để con cháu thụ lộc. Sau khi gia đình làm mâm cơm chay thắp hương cho các cụ ngày lễ Vu Lan thì
Đây là mâm cơm chay đã thắp hương xong. Con cháu dòng họ Nguyễn, con cháu của cụ Tư. Và sau khi mà kính các cụ thì bây giờ đến tiết mục con cháu Thụ Lộc. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức mâm cơm chay với gia đình. Ngon lắm. Vâng. Sau một ngày làm lễ Vu Lan của gia đình, Trường Thịnh chia sẻ lại hình ảnh về Thanh Ba cho quý khán giả, về Thanh Ba xưa và Thanh Ba của ngày hôm nay được phát triển như thế nào. Xin mời mọi người. Xóm làng bên dòng sông xanh là Thanh Ba quê anh miền nhớ. Về đi em đôi tre rừng cỏ đẹp duyên em, thăm cả tình anh. Từ trong hương lúa có cánh cò bay, mặn chát mồ hôi vai gầy dáng mẹ. Thương bên sông con thuyền nan nhỏ bé, đêm trăng gửi cha chờ anh trăng theo. Về Thanh Ba quê anh nghe em, thăm quan làng nghề đỗ xuyên truyền thống, du yên linh thiêng trên đồi cao lồng lộng, đắm say lòng với điệu múa cánh tiên. Về Thanh Ba một vùng xanh thắng, người Thanh Ba ân tình sâu nặng, đến nơi đây lòng chẳng muốn rời. Bên dòng sông xanh là Thanh Ba quê anh miền nhớ. Về đi em đôi tre rừng cỏ đẹp duyên em, thăm cả tình anh. Từ trong hương lúa có cánh cò bay, mặn chát mồ hôi vai gầy dáng mẹ. Thương bên sông con thuyền nan nhỏ bé, đêm trăng gầy cha chờ anh trăng theo. Về Thanh Ba quê anh nghe em, thăm quan làng nghề đỗ xuyên truyền thống, du yên linh thiêng trên đồi cao lồng lộng, đắm say lòng với điệu múa cánh tiên. Về Thanh Ba một vùng xanh thắng, người Thanh Ba ân tình sâu nặng, đến nơi đây lòng chẳng muốn rời. Về Thanh Ba quê anh nghe em, thăm quan làng nghề đỗ xuyên truyền thống, du yên linh trên đồi cao lồng lộng, đắm say lòng với điệu múa cánh tiên. Về
danh thắng người thanh ba ân tình sâu nặng đến nơi đây lòng chẳng muốn rời người thanh ba ân tình sâu nặng đến nơi đây lòng chẳng muốn rời. Đây là sân của nhà văn hóa huyện Thanh Ba. Trường Thịnh được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xinh đẹp này. Và hôm nay mình đạp xe để nhớ về quá khứ, những cái ngày đầu tiên chập chững bước đi và biết đi xe đạp. Buổi chiều hôm nay cùng với bà ngoại nói chuyện ở đây. Bà là quê ở Hà Nam. Hà Nam Ninh. Ừ, quê bà Hà Nam Ninh. Vâng. Quê bà. Quê ông, quê bà là cùng một nơi. Vâng. Cùng quê. Có quê ông ngoại là ở Ninh Bình. Vâng. Hệ dưỡng Xuân Áng. Vâng. Đấy. Quê ông nội cháu ở Nam Định. Đấy. Bên nhà cháu á. Bên đằng nội nhà cháu là ở Nam Định. Ở Nam Định, đây vâng. là ở Ninh Bình, nhưng mà vâng. ở trong hệ dưỡng Xuân Áng. Ừ. Làng Xuân Áng được bà cũng về nhiều lần. Vâng. Bà được về rồi. Đấy, chia sẻ với cả nhà là bà ngoại mình là quê ở Hà Nam. Ừ. Và những năm chiến tranh thì là di cư sang bên Lào và di cư sang bên Thái Lan. Ừ. Thì năm 62 thì được về nước, thì về huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ này. Ừ. Đấy, sau thật ra nên là ông bà nghèo. Vâng. Đấy, ruộng nương có ít. Vâng. Thế là mới người kiểu ở đây người như vào Nam ấy. Vâng. Đấy, ở đấy thì kiểu là mà ở đất Lào nó dễ làm ăn, thế là vâng. đi theo. À. Đi theo thế ông bà đi thì là xong, những lúc thì hồi mới có mình bà thôi. Vâng. Mới có mình bà. Chào anh Bon. Có cả bà ngoài chào anh sang. Bà ngoài sang, nhưng mà đến lúc mà xong ở không biết thì bà mới vào trong đi đây vào một thời gian này và chặt gỗ về làm nhà. Vâng. Thì ông vẫn làm thuê, ông nấu rượu thuê. À. Ông nấu rượu thuê cho kiểu như ở tỉnh, ở trong làng, trong xóm này này. Vâng. Hải khái như thế. Thế là đến lúc bà mới chặt đủ thì gỗ, đến lúc làm xong cửa trong nhà thì bà ngoại có sang. Vâng. Có sang xong đến lúc bà ngoại về thì ông bà mới cho bà về cùng với bà ngoại. Vâng. Thế như ở bên lại có một đốt kiểu có bầu, thế xong là đẻ, xong là chết. À. Khi bà sang là không có cái chị đấy. Vâng. Đấy, nhưng vừa rồi là vong chị về. À. Đấy. Thì nếu mà có cái chị là có khi là không có bà sang đất tập vâng. nhật. Ông ấy bảo này, cho con hội nó về Việt Nam xem nó sướng khổ như nào. Tại vâng. sang thời gian sang còn bé thì chưa ăn cơm mới dưa thôi, còn vâng. cá không ăn gì hết. Vâng. Đấy. Đấy là bà, nhà con mới lớn cả. Vâng. Chiều bà mà cái lọ cưa này để phần của con hội nhá, không ai được ăn, cái nỗi đến mức độ như thế cơ mà. Vâng. Ông Minh Thư. Từ từ để bác đang nói chuyện với bà. Chứ bây giờ hỏi tôi thì nhớ bố thì đẻ tôi thì nhưng mà có nhầm, nhưng mà vâng. tôi không. Bây giờ thì tôi lẫn rồi, tôi chả không, nhớ cái gì không cả. Lẫn nhưng mà con cứ cho Minh Thư. Bố thì đẻ tôi chứ tôi biết nhớ nào rồi. Vâng. Bà trả lời thế thôi. Vâng. Bà nói là lo vâng. việc cả bên nội bên ngoại và là chú đáo hết.